vì là kinh sinh bao lâu rồi? Bắt đầu 4-5 năm này hả? Anh đến đây điều trị đi học là bao nhiêu ngày rồi? Con học 1 tuần, con rồi con về Đắk Nông. Rồi nhà Đắk Nông hả? Rồi, thì có thực hiện đúng cái phương pháp mà nhịn ăn hút không khí chùm đá không? Dạ có. Rồi thấy cái rung tay rồi dưới trong người nó sao? Cái đầu thì trước nó 1 tháng nó đau khoảng 15 ngày. Ừ. Bây giờ từ hôm học đến giờ đau 2 vài lần. Ít ngắn này hơn. Còn cái tay này nó trước nó lại nó đau. Đau hả? Rất đau nữa. Bây giờ thì gần như hết cái đau. À. Rung thì nó bớt được. Rung thì nó bớt nhiều hả? Đi lại, quan trọng là đi lại. Đi lại cũng dễ dàng hơn hả? Dạ. Cái bước chân đi á. Bước chân đi. Anh thử bước chân đi lại thử coi. Mọi người nhìn cái bàn kinh sinh á, là cái khó nhất mọi người biết là gì không? Là xoay lại, rồi em xoay lại đi coi. Thấy xoay dễ dàng, người trước lại. Là xoay khó đúng không? Là đúng rồi. Đấy. Nếu muốn quay người. Là... Đi lại cái trước, biểu diễn người mẫu trước. Rồi xoay thử. Cái quan trọng là xoay á. Đó, xoay là chậm chậm vậy đó. Đúng rồi. Rồi đi tới luôn. Xoay giống như trước đó. Hồi đó. Đó, hồi trước nó chậm vậy đó ha. Ok, rồi giờ đi tới luôn đi. Rồi, bây giờ anh xoay bình thường theo kiểu bây giờ cái. Đi nhanh hơn ha. Rồi, ok. Rồi, anh xoay lên lần nữa. Xoay nhanh. Rồi, mọi người. Thí dụ như em này á, là tôi bảo đảm tới một lúc mọi người sẽ thấy em này sẽ hết cái bệnh kinh sinh. Mà cái chuyện này mà từ trước đến nay á, là y khoa á, là chữa bệnh suốt đời. Và bệnh thì mỗi ngày một trầm trọng hơn. Mọi người biết em này nó nhờ khỏi cái bệnh này sẽ là nhờ cái gì không? Cái chữa hỗ trợ ở đây á, chỉ là giúp một phần nhỏ thôi. Cái phần chính là cái chuyện nhịn ăn. Thành ra là phải duy trì cái chuyện nhịn ăn này suốt cả cuộc đời. Nhịn ăn 16-8. Buổi tối nhịn ăn mấy giờ? 8 giờ. Tới 12 giờ sau. 2 giờ chưa sau. Chỉ uống nước lọc không ăn gì hết. Dạ vâng. Đúng rồi. Tại vì á, là khi mà mình nhịn ăn vậy á, thì cái đặc biệt của cái nhịn ăn 16-8 á, nó chữa cái gì biết không? Bệnh kinh sinh, Alzheimer này,